Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết gần 70% các tòa nhà tại Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy kể từ khi xung đột giữa phong trào Hamas và lực lượng Israel bùng phát vào tháng 10 năm ngoái. Theo Liên Hợp Quốc, các hình ảnh vệ tinh thu thập vào đầu tháng 9 cho thấy cơ sở hạ tầng tại Gaza xuống cấp rõ ràng. 66% tổng số tòa nhà, tức gần 164.000 công trình bị hư hại. Thành phố Gaza cũng bị ảnh hưởng đáng kể, với hơn 36.000 công trình bị phá hủy, trong khi gần 68% cánh đồng trồng trọt lâu năm tại dải Gaza cũng bị thiệt hại. Liên Hợp Quốc lưu ý kết quả phân tích hình ảnh vệ tinh giúp cộng đồng viện trợ nhân đạo đánh giá được quy mô thiệt hại do xung đột gây ra, từ đó triển khai các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, chính phủ Mỹ công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 336 triệu đô la Mỹ cho người dân Palestine tại Gaza và bờ Tây. Ngoài ra, chính phủ Mỹ tiếp tục kêu gọi tất cả các bên liên quan nhất trí với thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin ngay lập tức và lập tức cho phép mở rộng quy mô viện trợ nhân đạo khắp Gaza. Cộng đồng quốc tế vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban, trong bối cảnh Israel để ngỏ khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ nhằm vào các mục tiêu Hezbollah ở Liban. Trong một tuyên bố ngày 30 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã đề cập tới khả năng nước này sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm vào Hezbollah ở Liban. Hiện Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hezbollah tại Liban. Trước tình hình này, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Pháp ở Beirut, Thủ tướng Liban Najib Mikati ngày 30 tháng 9 đã kêu gọi Israel và Hezbollah ngừng giao tranh, nhấn mạnh chìa khóa kết thúc căng thẳng hiện nay là Israel chấm dứt các hành động quân sự tại Liban. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất ngừng bắn kéo dài 21 ngày của Pháp và Mỹ. Cùng ngày, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập bày tỏ hy vọng Israel và lực lượng Hezbollah có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt căng thẳng hiện nay. Trong khi đó, Ủy ban châu Âu hôm qua đã công bố khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 10 triệu euro để giúp đỡ những người dân ở Liban bị ảnh hưởng do xung đột. Tòa án quận Tây Seoul của Hàn Quốc đã tuyên án 3 năm tù đối với một cựu cảnh sát trưởng quận có liên quan trực tiếp đến vụ giẫm đạp khiến hơn 150 người thiệt mạng tại Itaewon vào tháng 10 năm 2022. Tòa án kết tội ông Lee Im-jae, cựu cảnh sát trưởng quận Yeonsan, đã không ngăn chặn được vụ giẫm đạp. Theo tòa án, nguy cơ đe dọa tính mạng và an toàn của người dân từ việc đám đông tụ tập ở con dốc Itaewon là hoàn toàn có thể dự đoán được. Tòa án cũng đã tuyên án 2 năm tù giam đối với người từng phụ trách trung tâm cấp cứu cảnh sát Yeonsan với cùng tội danh. Trước đó, hồi đầu năm, Hàn Quốc tuyên án tù đối với hai cựu cảnh sát cấp cao do tiêu hủy bằng chứng. Thảm họa giẫm đạp xảy ra vào đêm 29 tháng 10 năm 2022 trong một con hẻm dốc ở khu phố Itaewon thuộc trung tâm thủ đô Seoul, khi có khoảng 100.000 người đổ về khu vực này để vui chơi dịp lễ hội hóa trang Halloween. Vụ việc khiến 159 người thiệt mạng, chủ yếu là những người trẻ tuổi. Ngày 30 tháng 9, tân chủ tịch đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền tại Nhật Bản, người gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới của nước này, ông Shigeru Ishiba, thông báo Nhật Bản sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 27 tháng 10. Phát biểu trước báo giới, ông Ishiba cho biết, ngay khi được Quốc hội bầu vào vị trí thủ tướng vào ngày 1 tháng 10, ông sẽ thành lập nội các và hoàn thiện danh sách các vị trí trong chính phủ mới. Tuy nhiên, nội các mới cần nhận được sự tín nhiệm của người dân. Cũng theo lời ông Ishiba, sở dĩ ông công bố thời điểm tiến hành tổng tuyển cử là để các chính quyền địa phương có đủ thời gian chuẩn bị. Theo một quan chức đảng LDP, chiến dịch vận động dự kiến sẽ được bắt đầu từ ngày 15 tháng 10. Theo kế hoạch, Quốc hội Nhật Bản sẽ tiến hành phiên họp bất thường vào ngày mai để bầu người kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida. Do liên minh cầm quyền do đảng LDP dẫn đầu đang chiếm đa số tại lưỡng viện Quốc hội, nên ông Ishiba gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng thứ 102 của Nhật Bản. Theo kế hoạch, hai ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ của đảng Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ có cuộc tranh luận trực tiếp duy nhất vào tối ngày 1 tháng 10 theo giờ địa phương. Cuộc tranh luận này hiện nhận được nhiều sự chú ý của dư luận, trong bối cảnh còn chưa tới 40 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Theo truyền thông Mỹ, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ, thống đốc bang Minnesota Tim Walz sẽ tìm cách khắc sâu hình ảnh vụng về kỳ quặc của ứng cử viên đảng Cộng Hòa, thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance, đồng thời khai thác những phát ngôn bài Trump của ông Vance trước đây để làm nổi bật mâu thuẫn trong nội bộ phe Cộng Hòa.
Ngược lại, ông Vance sẽ xoáy vào lập trường chính sách cực tả của cá nhân ông Watt và liên danh Harris Watt của đảng Dân Chủ. Kết quả thăm dò dư luận trước thềm tranh luận cho thấy ông Watt hiện nhận được nhiều ủng hộ hơn so với đối thủ, với tỷ lệ tương ứng lần lượt là 42% và 27%. Theo kế hoạch, cuộc tranh luận sẽ diễn ra vào tối ngày 1 tháng 10 theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức là sáng ngày 2 tháng 10 theo giờ Việt Nam, kéo dài 90 phút và được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình tại Mỹ. Cuộc tranh luận này được cho có thể tác động đến cục diện cuộc đua vào Nhà Trắng, do sẽ không còn cuộc tranh luận trực tiếp nào khác giữa hai ứng cử viên tổng thống. Hôm qua, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu EU cho biết, Ủy ban châu Âu EC sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Kinh về một thỏa thuận nhằm tránh áp thuế đối với xe điện của Trung Quốc, bất chấp kết quả cuộc bỏ phiếu của EU về vấn đề này, dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 10 tới. Theo đó, đề xuất áp thuế của EC đã được gửi tới các quốc gia thành viên vào tối ngày 27 tháng 9 và sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Brussels vào ngày 4 tháng 10, nhưng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục sau cuộc bỏ phiếu. Các mức thuế được EC đề xuất dao động từ 7,8% đến 35,3%, ngoài mức thuế nhập khẩu ô tô tiêu chuẩn 10%. Ban đầu, cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 9, nhưng đã được hoãn lại để Trung Quốc và châu Âu có thời gian đàm phán một giải pháp thay thế cho việc áp thuế. Giới chức EU cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật với Trung Quốc đã được đẩy mạnh gần như hàng ngày và có thể kéo dài tới cuối tháng 10. Tuần trước, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng cho biết các bên đang thảo luận về chương trình cam kết giá linh hoạt để tránh mức thuế quan trên. Hôm qua, Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngừng sản xuất điện than khi cho đóng cửa nhà máy cuối cùng ở vùng Midlands, chấm dứt hơn 140 năm sản xuất điện than của nước này. Theo đó, nhà máy Ratcliffe-on-Soar, vốn là nơi sản xuất điện cho toàn bộ khu vực miền Trung nước Anh trong gần 60 năm qua, đã chính thức đóng cửa. Chủ sở hữu nhà máy là hãng Uniper cho biết khu vực của nhà máy sẽ được giải thể trong vòng 2 năm, bắt đầu từ tháng 10. Trong khi đó, 350 nhân viên và nhà thầu làm việc tại nhà máy sẽ được tái cơ cấu sang các vị trí khác trong hãng hoặc sẽ được cho nghỉ trước cuối năm 2026. Việc đóng cửa nhà máy điện than cuối cùng đánh dấu bước đi lớn trong tham vọng phi carbon hóa ngành điện ở Anh vào năm 2030 và trung hòa hoàn toàn carbon vào năm 2050. Bộ Năng lượng Anh nói rõ, kỷ nguyên than đã chấm dứt, nhưng kỷ nguyên năng lượng sạch mới chỉ bắt đầu. Thưa quý vị, già hóa dân số là xu hướng toàn cầu lớn đang định hình lại xã hội trên toàn thế giới. Trong xã hội hiện đại, tính dễ tổn thương của người già ngày càng lớn hơn, vì những chuyển động và thay đổi diễn ra nhanh chóng ở mọi khía cạnh trong đời sống xã hội. Đây là một lớp học về công nghệ AI, nhưng không dành cho giới trẻ. Tất cả học viên đều là người cao tuổi. AI khá thú vị và rất quan trọng, do đó tôi nghĩ mình phải tìm hiểu nhiều hơn về công nghệ này. Tôi rất có hứng thú với AI và muốn học cách sử dụng, có quá nhiều kiến thức mới. AI mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, ví dụ như được ứng dụng vào robot để trò chuyện giúp các cụ ông, cụ bà cảm thấy bớt cô đơn hay hỗ trợ nhắc lịch khám bệnh, uống thuốc. Các lớp học hướng dẫn người cao tuổi ứng dụng AI và mối đe dọa mà công nghệ này có thể gây ra, đồng thời biết cách đề phòng trước những thủ đoạn lừa đảo bằng AI. Những bài học ở lớp sẽ giúp người cao tuổi vượt qua nỗi sợ hãi khi tham gia các hoạt động trực tuyến hay tiếp xúc với AI. Đối với người cao tuổi, AI được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực nhưng cũng tạo ra nhiều mối đe dọa. Theo một báo cáo năm 2023, người Mỹ trên 60 tuổi mất 28,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm do lừa đảo trực tuyến. Nhìn thấy nguy cơ trở thành đối tượng của những cái lừa đảo trực tuyến, nhiều lớp đào tạo cho người cao tuổi chống lại các cuộc lừa đảo trực tuyến đã được mở ra. Người cao tuổi tham gia lớp học này sẽ được huấn luyện để tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn hay được sử dụng trong các cuộc tấn công trực tuyến, cách phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ và đảm bảo an toàn khi trực tuyến. Chúng tôi không thể biết khi nào mình sẽ gặp kẻ lừa đảo và bị hack máy tính, nhưng khả năng xảy ra rất cao nên chúng tôi cần lưu ý và chuẩn bị sẵn. Nâng cao nhận thức bảo mật cho người cao tuổi cũng giúp các hệ thống của ngân hàng được an toàn hơn. Ngày nay, rất nhiều người bị lừa đảo, nên chúng tôi muốn phổ biến cho khách hàng và cộng đồng về những chiêu trò lừa đảo để họ có thể tự bảo vệ mình. Năm ngoái, tại Australia, khoảng 2 tỷ đô la Mỹ đã bị mất do các vụ lừa đảo trực tuyến. Trong đó, những người già và người dễ bị tổn thương như là phụ nữ là mục tiêu tấn công nhiều nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.